Ở Campuchia từ tháng 7 năm 2019. Đầu tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Bộ Bưu Chính Viễn Thông Campuchia, MPTC, công ty Viettel Cambodia, với thương hiệu Medphone, và Telecom Cambodia, công ty Viễn Thông Campuchia thuộc Bộ Bưu Chính Viễn Thông Campuchia, đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác triển khai thử nghiệm 5G tại Campuchia. Theo đó hai bên sẽ bắt tay hợp tác triển khai 5G, địa điểm triển khai thử nghiệm tại Phnom Penh và sau đó sẽ mở rộng tới các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Medphone đang nhanh chóng hoàn thiện việc lắp đặt và phát sóng các trạm 5G tại thủ đô Phnom Penh ngay trong tháng 7 năm 2019, sau khi thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2019. Viettel tiếp tục đưa 5G đến Campuchia. Việc hợp tác giữa Viettel Cambodia và Telecom Cambodia giúp cho hai bên phát huy được thế mạnh của mỗi bên. Medphone là công ty hàng đầu về viễn thông và đã được cấp phép thử nghiệm mạng 5G trên giải tần số tốt nhất tại Campuchia trong khuôn khổ lễ ký kết hai bên cam kết chia sẻ hạ tầng công nghệ thông tin và đầu tư vào các dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông như chính phủ điện tử, y tế điện tử, giáo dục điện tử, nông nghiệp điện tử, thành phố thông minh, kết nối vạn vật. Năm 2018 nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái của Viettel, Medphone trở thành nhà mạng đầu tiên tại Campuchia cung cấp dịch vụ 4,5G LTE, đồng thời lắp đặt 100 trạm phát sóng 4G tại khu vực Biển Hồ, vùng đất được coi là nghèo khó và lạc hậu bậc nhất Campuchia, trước đó không có nhà mạng nào đầu tư. Bên cạnh đó, Medphone cũng là nhà mạng đầu tiên cung cấp eSIM, triển khai thành công ví điện tử eMoney, tạo ra một cuộc cách mạng về thanh toán trực tuyến và là đối tác chiến lược hợp tác với Bộ Bưu chính Viễn thông Cambodia để triển khai dự án chính phủ điện tử. Trong những năm tới, Viettel khẳng định sẽ tiếp tục hiện đại hóa Medphone bằng những công nghệ tiên tiến nhất.